Kính thưa các thầy cô giáo, trong ban giám khảo, các bạn học sinh thân mến, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Hồng Vân. Còn bạn này là em tên là Vũ Ngọc Hà Anh, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Hồng Vân. Đến với cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do Phòng Giáo dục huyện Tân Biên tổ chức ngày hôm nay, chúng em đã mạnh dạn tham gia cuộc thi với đề tài làm thuốc siro ho thảo dược từ lá húng chanh. Các nguyên liệu để làm như sau: 1 kg đường phèn, 500 g lá húng chanh, 100 g lá hẹ, 100 g lá tía tô, 200 g hoa đu đủ đực, 500 g quất xanh, 200 g lá rau diếp cá, 100 ml mật ong và 1 củ gừng. Sau đó cho hỗn hợp trên vào nồi đun cho tan đường. Sôi thì cho lần lượt lá húng chanh, diếp cá, tía tô, hoa đu đủ đực, lá hẹ và gừng đã giã nhỏ vào nồi. Họ tiếp tục cho lá tía tô vào nồi. Bỏ hoa đu đủ vào tiếp. Khi sôi thì cho lần lượt lá húng chanh, diếp cá, tía tô, hoa đu đủ đực, lá hẹ và gừng đã giã nhỏ vào nồi. Tiếp tục đun với lửa nhỏ thêm khoảng 1 tiếng. Sau khi siro nguội thì chúng ta sẽ dùng dụng cụ lọc để lọc miếng nước. Sau khi lọc xong, chúng ta cho thêm mật ong vào khuấy đều. Cho siro vào bình sạch, đậy kín rồi bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để dùng dần. Vừa rồi chúng em đã hoàn thành cái sản phẩm siro ho, thì chúng em thấy rằng siro được chiết xuất từ lá húng chanh, quất xanh, đường phèn, rau diếp cá, tía tô, hoa đu đủ đực có hàm lượng kháng sinh tự nhiên cao. Bởi vì theo khoa học đã nghiên cứu, lá húng chanh có chứa nhiều cavarol, có tác dụng ức chế các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp, giúp điều trị các chứng do ho do viêm họng, viêm phế quản hay là cảm cúm. Rau diếp cá có chứa nhiều hoạt chất có tác dụng kháng khuẩn, ức chế sự phát triển của một số loại virus. Quất xanh có chứa nhiều pectin, vitamin và các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe, có tác dụng trị ho, tiêu đờm. Đường phèn thì có tác dụng bổ phế, tiêu đờm. Lá hẹ có tác dụng hành khí, tán ứ và giải độc. Gừng chứa một chất chống viêm gingero, có thể giúp điều trị cơn đau mạn tính hoặc cấp tính. Các loại tinh dầu có trong gừng hoạt động như một chất chống viêm và chống lại các bệnh nhiễm trùng. Hoa đu đủ đực có vị đắng, tính bình, có công dụng trị ho khan, ho có đờm, ho gà, ho nhiều về đêm. Ngoài ra, loại hoa này cũng có công dụng trị viêm vết dạ dày, viêm họng, khản tiếng, sỏi thận, viêm niệu đạo, tiểu rắt. Mật ong có chứa tác dụng giảm ho tương tự như dextromethorphan, một thuốc tây y ức chế cơn ho hiệu quả, có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn hiệu quả, đồng thời làm dịu vùng hầu họng. Tía tô thì có vị cay, tính ấm, tác dụng giảm co thắt cơ trơn phế quản, trị cảm sốt. Tía tô còn là thuốc ho giảm đau, giảm đờm, ức chế virus phát triển. Các nguyên liệu trên kết hợp với nhau sẽ mang đến một cái bài thuốc trừ ho, bổ phế, tiêu đờm và tăng sức đề kháng cho cơ thể rất tốt, đồng thời mang lại hiệu quả cao trong việc trị ho, viêm họng và có nhiều ưu việt hơn so với thuốc kháng sinh nhân tạo vì sự an toàn, hiệu quả, không kháng thuốc, tính sẵn có, dễ trồng, rẻ tiền. Vậy chúng ta nên khai thác triệt để những cái nguồn nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên để có thể thay thế cho một số loại thuốc tây độc hại.
Sản phẩm này của chúng em đã được kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm và đã được sử dụng điều trị khỏi ho cho nhiều người. Vì vậy, chúng em muốn nhân rộng bài thuốc này để chữa ho cho học sinh và tất cả mọi người từ cây, lá có sẵn trong vườn nhà để giúp mọi người chữa bệnh. Chúng em mong rằng các thầy cô và các bạn sẽ ủng hộ đề tài của chúng em. Chúng em xin chân thành cảm ơn và chúc hội thi thành công tốt đẹp.